nhiều trường tiếp tục tuyển bổ sung ngành công nghệ thông tin. Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2024 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành công nghệ thông tin với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ trung học phổ thông là 15 điểm, chỉ tiêu là 10. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2024, trong đó có ngành công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành công nghệ thông tin y tế, thiết kế vi mạch, thiết kế đồ họa. Mức điểm nhận hồ sơ với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 17 điểm. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh bổ sung cho 17 ngành đào tạo, trong đó có ngành công nghệ thông tin. Các tổ hợp xét tuyển là A00, A01, C01, D01. Trường Đại học Tây Bắc tuyển bổ sung ngành công nghệ thông tin, chỉ tiêu là 29. Mức điểm nhận hồ sơ với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 18,5 điểm.